gã vô ăn trước, cái tiền mình vô ném đó. Chạy bít nữa anh Cường. Thấy không? Thấy. Rau vô hành đó, nó cần lên chứ gì đâu này. Giờ nào mà có ai đi nói một cái. Đi nó lội nó sát, đi cái kia nó thấy đâu. Con này là cá dầu trắng à?